Nhọt, sẹo thâm, nám tàn nhang chi chít cũng hết sạch nhờ vò nát nắm lá này rồi đắp lên mặt. Khế là một trong những loại quả được ưa chuộng bởi vị ngọt mát, thanh và bổ sung lượng nước cho cơ thể rất dồi dào. Dùng quả khế để trị mụn, chữa chứng tóc bạc sớm đã được rất nhiều người áp dụng, nhưng ít ai biết rằng lá khế cũng có tác dụng đặc trị mụn, nám, vết thâm cực hiệu quả, được lưu truyền từ dân gian xưa. Lá khế chứa một lượng vitamin C dồi dào, kết hợp với tính chát có tác dụng làm se mụn, giảm sưng tấy, ửng đỏ và làm mờ sắc tố melanin gây nám, sạm da hiệu quả. Để làm đẹp bằng lá khế, các bạn tiến hành làm theo các bước sau đây. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị bao gồm: thứ nhất là một nắm lá khế. Các bạn chọn những lá khế bánh tẻ, không bị úa vàng, không quá già cũng không quá non. Thứ hai là một thìa muối hạt to. Thứ ba là 1/3 bát con nước lọc. Đây chính là 3 nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị cho cách làm này. Cách để các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên bạn tuốt lá khế ra một chiếc rổ. Sau đấy thì các bạn đem rửa sạch nhiều lần và ngâm chúng qua nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ sạch bụi bẩn. Sau khi mà đã rửa sạch lá khế rồi thì các bạn để ráo nước. Và đây chính là chỗ lá khế mà mình đã rửa sạch và để ráo nước. Giờ các bạn cho thêm một thìa muối vào chỗ lá khế và dùng tay vò thật mạnh để các tinh chất tiết ra. Tiếp theo, bạn cho chỗ lá khế đã vò nát vào máy xay sinh tố. Bạn cho thêm một chút nước lọc đã chuẩn bị lúc đầu vào cùng và bạn đem đi xay nhuyễn. Nếu bạn nào không muốn dùng máy xay thì các bạn có thể lấy cối chày giã nhuyễn cũng rất nhanh nha. Và đây chính là bát lá khế mà mình đã xay nhuyễn. Giờ mình sẽ đi vào cách sử dụng. Sau khi vệ sinh sạch sẽ da mặt với nước ấm và sữa rửa mặt, các bạn đắp mặt nạ lá khế lên da như bình thường. Chú ý kỹ hơn ở những nốt mụn và vùng da bị nám. Vì mặt nạ lá khế không dễ bám trên da như những loại mặt nạ khác, nên khi dùng mặt nạ, các bạn nằm thư giãn tại chỗ, tránh trường hợp lá khế bị rơi ra ngoài. Sau 20 phút thì mặt nạ bắt đầu khô lại, các bạn sẽ lột ra và rửa sạch với nước như bình thường. Mặt nạ lá khế giúp làm xẹp mụn và giảm tình trạng sưng tấy nhanh chóng nhờ thành phần dinh dưỡng dồi dào trong lá. Ngoài ra, nếu có thời gian thì các bạn cũng có thể đun đặc nước lá khế để rửa mặt mỗi ngày. Bạn dùng nước lá khế này thay cho sữa rửa mặt, vừa lành tính mà còn giúp da luôn sạch mụn, láng mịn rất là tốt. Trong lá khế có chứa nhiều khoáng chất quan trọng, thành phần tự nhiên, có tính tiêu viêm, kháng khuẩn rất cao. Bởi vậy, chỉ cần kiên trì áp dụng đều đặn mỗi tuần 3 lần vào các buổi tối trước khi đi ngủ nhằm loại bỏ mụn, nám và tàn nhang cùng với sẹo thâm nhanh chóng. Từ đó kích thích sản sinh tế bào mới, giúp da rẻ mịn màng, căng sáng từ sâu bên trong. Để đạt được hiệu quả cao nhất thì các bạn nên lưu ý một số điểm như sau. Thứ nhất là mỗi tuần thì đừng quên tẩy da chết cho da từ 1 đến 2 lần để loại bỏ lớp da già cỗi, bong chóc, giúp các dưỡng chất từ mặt nạ kem dưỡng hấp thụ tốt hơn. Thứ hai là để mụn không hình thành thì cần sinh hoạt lành mạnh, hạn chế thức khuya, tránh làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Hơn nữa khi đi đường thì cần trang bị khẩu trang hoặc là che chắn cẩn thận. Nên hạn chế sử dụng những thực phẩm cay nóng, dầu mỡ vì chúng chính là nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của mụn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn luôn xinh đẹp. Nếu thấy video của mình hữu ích, hãy like và chia sẻ tới bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo miễn phí để theo dõi những video làm đẹp mới nhất mỗi ngày.